xin chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại thì có ai đang xem live stream không ạ? Đây ạ. Hiện tại thì mình đang có mặt tại trung tâm bác sĩ Khải nhé. Địa chỉ là 381 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10. Những ai đang có ý định mà làm đẹp hay sử dụng các dịch vụ tại trung tâm bác sĩ Khải thì mọi người hãy liên hệ qua số điện thoại 0923 999 229, hoặc các bạn có thể inbox trực tiếp cho vào fanpage của bác sĩ Khải để được bác sĩ tư vấn trực tiếp cũng như là đặt lịch nhé. Thì đây là khách hàng của chúng ta vừa mới thực hiện dịch vụ làm đẹp tại trung tâm xong. Đây, trung tâm là bác sĩ Khải nha, bác sĩ Đỗ Quang Khải. Khách hàng vừa mới cắt mí xong. Chị có thể cho em biết được cái cảm nhận của mình sau khi cắt mí không? Mình có thấy đau gì không ạ? Dạ, không đau ạ, hơi một chút. Hơi ê một chút đúng không? Chút là không đau tí nào ạ. Đây. Để đây nhá. Thì khách hàng vừa cắt mí xong thì mí cắt xong là sẽ như thế này nha các bạn. Để tư vấn cho những ai mà đang có ý định cắt mà tò mò không biết là sau khi mình cắt xong thì mí có sưng nhiều hay không, thì mình xin trả lời với các bạn là tất nhiên là khi mà mình đã động vào dao kéo thì chắc chắn sẽ sưng, nhưng mà tùy theo cơ địa sưng ít hay sưng nhiều. Nhưng mà trong vòng 5 ngày nó sẽ bị sưng bầm tím, thế nhưng mà nó cũng sẽ hết nha. Chúng ta về nhà kết hợp uống thuốc cũng như là kết hợp các phương pháp thủ công để chúng ta làm giảm sưng bầm. Ví dụ như các bạn có thể chườm đá vào 1-2 ngày đầu tiên, và những ngày sau thì các bạn có thể chườm ấm để chúng ta được tan máu bầm nha. Cái thời gian mà để cắt chỉ cho cái mắt ấy là được 5 ngày nha các bạn. Thì hiện tại trung tâm bác sĩ Khải đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi dành cho các bạn có ý định làm đẹp về tất cả các dịch vụ luôn. Bên bác thì chuyên về mũi và mí cũng như là các dịch vụ như là ngực hoặc là đội cằm, rất là nhiều nha. Những ai đang có ý tham khảo thì mọi người có thể inbox trực tiếp vào trong fanpage này để được các bác sĩ trực tiếp tư vấn cho chúng ta miễn phí luôn nhá. Sẽ giảm ưu đãi dành cho những bạn mà có ý định làm đẹp và tới trực tiếp trung tâm, địa chỉ là 381 Sư Vạn Hạnh. Chị ơi, lúc trước khi mà làm ấy thì chị có thấy hồi hộp hay lo lắng gì không ạ? Không, bình thường chị ạ, không thấy gì cả. Dạ, mình có làm bài nữa. À, mình làm bài. Rất là xinh đẹp nhé. Chị có thể quay ngang cho em, có thể nhắm nhẹ cái mắt để em xem cái đường mí không? Đây các bạn nhá, đường khâu chỉ rất là đẹp như thế này nhá. Đấy, rất là đẹp như này. Rồi, chị có thể mở mắt lên rồi ạ. Mình có thể cảm thấy nó cộm cộm mắt, khó chịu gì không? Hơi một chút thôi chị. Một chút thôi. Bây giờ về mình chườm đá nhé. Và mình hạn chế là không cho vết thương mình chạm ánh nắng trong vòng 5 đến 10 ngày đầu. Mình sẽ phải ăn kiêng nhé. Đã có ai dặn dò chị ăn kiêng chưa? Có rồi. Dạ rồi, đúng rồi. Rồi, đẹp quá, cảm ơn Vi Ngô. Cảm ơn Lê. Sao chị không đọc được bình luận nhỉ? Không thấy bình luận luôn. Cắt mắt làm mũi luôn hả bác? Chị này chỉ là vừa mới cắt mắt thôi, đúng rồi. Cắt mắt thôi nha. Đây là khách hàng thực tế. Chị có cảm nhận, mình có thấy cái đường mí của mình không? Bây giờ chị có vừa soi gương chưa? Em soi dạ. Chị có thấy hài lòng không? Đẹp đều ạ. Dạ, đẹp. Vâng, hài lòng ạ. Bác sĩ, nhân viên nhiệt tình, chu đáo ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều nhá. Và cảm ơn chị đã có cảm nhận thật và chia sẻ thật về cái cảm xúc của mình khi mà làm đẹp tại trung tâm. Và chị đã dành thời gian để chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp của mình cho chị em. Em hy vọng là chị sẽ có một cặp mí hoàn hảo và phù hợp và hài lòng với chị nhé. Dạ. Dạ vâng. Và 5 ngày sau hẹn gặp chị tại đây để được cắt chỉ. Dạ vâng. Khách hàng rất là xinh đẹp và dễ thương ạ. Chiều gặp được chị thì rất là vui. Giờ, ok, em cảm ơn chị rất là nhiều nhé. Thì em thay mặt cho toàn bộ nhân viên tại trung tâm cũng như là bác sĩ Khải, chúc chị sẽ luôn luôn tự tin hơn với lại diện mạo mới cũng như là thành công hơn trong cuộc sống nhé. Có ai cho em đọc cái comment đâu? Không thấy. Chị nha, ba người đi chị. Xin chào cả nhà, cảm ơn cả nhà. Dạ vâng, chị có muốn nói lời nào đến bác sĩ Khải không ạ? Vâng, chào, cảm ơn bác rất nhiều đến đây với trung tâm thẩm mỹ, là nhân viên nhiệt tình, bác sĩ tay nghề chu đáo. Cảm ơn mọi người ạ. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, chị rất là nhiệt. Rồi, bây giờ chị về chị nghỉ ngơi nhé. Cảm ơn chị đã dành thời gian ạ. Dạ.